Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 của Anh ngữ Zim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Communication của Unit 1 nhé. Đến với bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Everyday English. Và với tình huống ngày hôm nay, Introducing someone, nghĩa là chúng ta sẽ giới thiệu một người nào đó khác. Công việc đầu tiên của chúng ta là Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. Chúng ta sẽ nghe cuộc hội thoại này và chú ý đến phần in đậm các em ạ. Phong, this is Zee, my new friend. Hi Zee, nice to meet you. Hi Phong, nice to meet you too. Vậy là qua đoạn hội thoại này chúng ta đã nắm được một số cấu trúc dùng để giới thiệu ai đó trong tiếng Anh rồi đúng không các em? Ở đây chúng ta sẽ có cấu trúc đầu tiên, this is Zee. Cấu trúc this is somebody cộng với cả tên người chẳng hạn thì nó sẽ dùng để giới thiệu bạn nào đó, như ở đây thì bạn Vi đã dùng để giới thiệu bạn Duy, một người bạn mới của mình này. Sau khi mà đã được giới thiệu với nhau thì các em nên tiếp tục chào hỏi hi, hello nhau này, và chúng ta nên có một câu đó là nice to meet you và đáp lại là nice to meet you too, tức là rất vui được gặp bạn. Bây giờ thì các em hãy ứng dụng phần này để trò chuyện với các bạn cùng lớp nhé. Chuyển đến bài tập số 3. Ở phần này chúng ta thấy tình huống sẽ là new friends at school, những người bạn mới ở trường. Chúng ta sẽ cần phải read and tick the questions you think are suitable to ask a new friend at school. Tức là chúng ta sẽ cùng đọc các câu hỏi dưới đây và tích vào những câu hỏi nào mà phù hợp để hỏi một người bạn mới ở trường. Tại vì trong này chúng ta sẽ thấy có những câu rất phù hợp để mà bắt đầu cuộc trò chuyện, còn có những câu thì lại chưa phù hợp lắm. Chúng ta sẽ cùng tìm nhé. Câu đầu tiên, are you from here? Bạn có sống ở gần đây không? Rất phù hợp rồi này. Câu số 2, do you like music? Hỏi về sở thích âm nhạc thì cũng là một cách rất hay để bắt chuyện đúng không các em? Câu số 3, how much money do you get? Mới vừa gặp nhau mà đã hỏi xem là mình đã có được bao nhiêu tiền thì không phù hợp lắm đúng không các em? Câu này mình sẽ không chọn nhá. Đến câu số 4, what is your favorite subject at school? Rất phù hợp tại vì câu này nó hỏi là môn học yêu thích ở trường của bạn là gì? Chúng ta sẽ chọn câu này để hỏi bạn mới nhá. Câu số 5, are you hungry now? Vừa gặp mà đã hỏi luôn là bạn có đói bụng không thì không phù hợp lắm. Chúng ta chuyển đến câu số 6. Do you play football? Cũng là một cách để hỏi về sở thích này. Câu số 7. How do you go to school every day? Bạn đến trường mỗi ngày như thế nào? Cũng hợp lý đúng không các em? Và câu cuối cùng, where do you often shopping? Thì có vẻ là chưa thật sự là phù hợp. Như vậy chúng ta sẽ chọn được những câu sau để có thể hỏi một người bạn mới các em ạ. Sang đến bài tập số 4. Vẫn là tình huống new friend at school thôi. Nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ có một cái quiz, một cái bộ câu hỏi for students in the new school newsletter. Tức là bộ câu hỏi cho các bạn học sinh ở trong một bản tin của trường. Và bộ câu hỏi của chúng ta để nhằm tìm ra are you a good friend at school? Chúng ta có phải là một người bạn tốt ở trường hay không? Ở đây chúng ta sẽ đi qua từng câu và các em sẽ trả lời yes hay là no tùy thuộc vào sở thích cũng như là thói quen của mình. Ở đây thì cô sẽ chỉ đưa ra một câu trả lời mẫu thôi. Do you remember all your new classmates' name? Tức là bạn có nhớ tên tất cả các bạn cùng lớp của mình hay không? Thì mình nên nhớ tên của bạn để còn làm quen chứ. Mình có thể trả lời là yes, I do, right? Chuyển đến câu số 2. Do you often listen to your friends' advice? Bạn có hay là nghe lời khuyên từ những người bạn của mình không? Nếu chúng ta hơi cứng đầu mà không thích nghe lời của bạn thì chúng ta có thể trả lời là no, I don't. Câu số 3. Do you share things with your classmates? Bạn có chia sẻ với những người bạn cùng lớp của mình hay không? Nếu có, chúng ta sẽ trả lời là yes, I do. Câu số 4. Do you keep your friends secret? Secret ở đây là một cái bí mật này. Câu này muốn hỏi là bạn có giữ bí mật cho bạn mình hay không? Có hay không đây các em? Yes, I do. Mình nên giữ bí mật của bạn đúng không? Câu số 5. Do you play with your classmates at break time? Tức là bạn có chơi với bạn cùng lớp vào giờ ra chơi hay không? Chính là break time ở đây. Các em thì có chơi hay không nhỉ? Chúng ta có thể là trả lời yes, I do hoặc no, I don't, tùy sở thích của các em nhé. Câu số 6. Do you help your classmates with their homework? Bạn có giúp bạn cùng lớp làm bài tập về nhà hay không? Nên giúp đúng không các em? Yes, I do. Nhưng chúng ta nên giúp bạn, hướng dẫn bạn để làm chứ đừng làm hộ bạn nhé. Và câu số 7. Do you go to school with your friends? Em có đến trường cùng bạn của mình hay không? Có thể là no, I don't chẳng hạn. Câu cuối cùng, do you listen when your classmates are talking? Em có lắng nghe khi bạn cùng lớp đang nói hay không? Mình nên lắng nghe bạn của mình, chúng ta sẽ trả lời là yes, I do. Và với bài tập cuối cùng thì các em sẽ take turns to interview the others. Tức là chúng ta sẽ lần lượt phỏng vấn các bạn khác ở trong lớp. Phần này thì các em sẽ sử dụng các câu ở phần phía trước. Và chúng ta cũng sẽ nghĩ câu trả lời tương ứng cho mỗi câu hỏi để có thể tạo được một đoạn hội thoại tự nhiên, hoàn chỉnh trong tiếng Anh. Vậy là qua bài học này chúng ta đã tìm hiểu được về tình huống giao tiếp, nói chuyện với những người bạn mới ở trường. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của Anh ngữ Zim nhé. Tạm biệt các em!